Xin chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Trại Giống Bình Phước cũng như là Trại Giới Thanh Sang. Thì một cái số giải đáp cho cô chú anh chị mới vào nghề và cũng hơi gặp một cái số khó khăn rất là nhiều ở trong cái việc là tìm những cái vị trứng gà mà để mà nuôi dế. Mà rất nhiều cái câu hỏi đặt ra là cái vị trứng gà này là mua ở đâu, và thậm chí những cái cô chú anh chị đã nuôi được dế rồi nhưng mà vẫn nản, vẫn muốn bỏ nghề là ở cái việc là tìm cái vị trứng gà này nó cực quá. Mà mua những cái vị trứng gà mà ở trên mạng thì cô chú anh chị sẽ không biết á, thì sẽ không có tìm ra được những cái cổ mà mình mua trực tiếp cái vị mới này thì sẽ không có, sẽ không có đâu. Mà để mà ở trên những cái phay này bây giờ thì là sẽ có những cái chỗ bán vỉ trứng gà, thì cái giá cả thì thật sự thì vỉ mới nhưng mà nó giá thì nó cao đó, thì em nói là giá cả thì nó cao thì cô chú anh chị nuôi thì nó sẽ không có lời. Thì nếu mình nuôi số lượng nhiều quá thì nó sẽ rẻ, mua nhiều quá thì nó sẽ rẻ, mà người ta có thể là ta giao tới cho mình luôn đó, có thể giao tới hàng xe tải luôn vẫn được. Đó, mới công ty người ta giao trực tiếp luôn thì đó là mua số lượng nhiều kìa. Chứ còn mà nuôi mà mua số lượng ít á, thì ở chỗ mà ta lấy lại nhiều rồi người ta bán phân phát lại cho mình á thì bán rất là mắc. Thì cô chú anh chị thì mua thì nó cũng sẽ rất là khó khăn. Thì ở đây thì em muốn chia sẻ để thực tế cho cô chú anh chị mình mua được những cái vị trứng gà giá rẻ để mà áp dụng vào nuôi cái con dế của mình. Làm sao cho nó tiết kiệm nhất và nuôi vẫn hiệu quả thành công. Thì đây là những cái vị trứng gà này, là cô chú anh chị quan sát nè. Đây là những cái vị trứng gà là ở những cái vựa trứng gà, những cái vựa trứng gà, trứng vịt là người ta sử dụng cái này là để cũng là vị mới nè. Nhưng mà người ta để vận chuyển dế về chỉ mới sử dụng duy nhất mới một lần, xong hết rồi cái vị vẫn còn mới, vẫn còn mới đàng hoàng, chứ không có cũ. Thì mình sẽ mua ở với cái giá tiêu lại cho người ta là như ở đây, khu vực của em đây là Bình Phước, thì em sẽ mua được những cái vị trứng gà này, cái giá thành của nó thì nó tùy thuộc từ 5 tới 7 ngàn, là tùy thuộc theo từng cái khu vực mà cô chú anh chị ở đó. Còn như ở đây em lấy số lượng nhiều, em lấy một lần vài tạ thì là cái số lượng của em đang lấy ở đây thì nó chỉ có là dao động khoảng độ là từ bình giá là 5 ngàn trên một ký đó. Thì đó là mình nuôi nó sẽ có mua rẻ, mình đầu tư ít thì mình nuôi nó sẽ có lời nhiều thôi đó. Thì cái cách mà để mình mua được những cái vỉ này nè, thì tại vì anh chị cô chú đó thì vẫn là biết mua như thế đó thế kia nhưng mà vẫn mua không được, là do cái mình là mình có ngoại giao và mình đi mình tới những cái vựa trứng á, mình đặt người ta. Ví dụ như mình nói người ta là gom cho mình đi, ra chợ nè, ví dụ như chỗ nào bán vựa trứng á, hay là những cái chỗ nào mà người ta có bán những cái làm, ví dụ như làm bánh lăn hay là làm trứng nướng, làm ví dụ vậy mà liên quan tới cái vị này, thì mình cứ dặn người ta hết và bỏ số điện thoại lại cho người ta. Thì khi nào người ta có được vài chục ký hoặc là tạ gì đó đó, người ta điện cho mình thì mình chỉ việc là mình lấy thôi, chứ mình không cần mà đi lấy chỗ này một ngày là vài chồng hay là sao đó, rất là cực. Mình lấy một lần một ít đó, thì mình đi nó mất công của mình lắm. Thì mình cứ đặt nhiều chỗ đi đó, thì nhiều chỗ cái mình gom lại ăn phát một là đủ đó. Giống như cái chỗ này là 1,5 tạ nè đó, một chỗ em lấy là 1,5 tạ nè đó, thì cứ một tháng là người ta có được 1,5 tạ nè đó. Thì mà bây giờ mình có nhiều chỗ thì người ta có, mình chỉ việc tới lấy thôi, nó rất là đơn giản. Nói chung là mình mua được hay không là do mình hết. Chứ rất nhiều cô chú anh chị than phiền về cái việc mà để mà mua về trứng gà này nó mắc quá thì nuôi không có lời. Thì cái video này ở đây em chia sẻ là em chia sẻ cho những cái cô chú anh chị đã tin tưởng trại em, đã đặt những câu hỏi đến cho em và mua giống của em, thì em sẽ không có nói được với từng người được. Thì em mới làm cái clip này để em chia sẻ thực tế là trên cái việc nuôi dế em mua cái vị trứng gà ra sao, thì em chia sẻ lại cho cô chú anh chị như thế đó. Chứ không phải em lên cái video clip này rồi em nói để mà em phốt những anh em khác rồi em bán hàng của em, là không phải.
Em ở đây em tuyệt đối không bán những cái vị trứng gà này. Em mua này là để em mua về để em xài. Đó, em mua được những cái nguồn rẻ này về em xài. Thì em hướng dẫn, em chia sẻ cho cô chú anh chị mình là cũng mua cái cách để mua được những cái vị rẻ như em. Chứ không phải lên cái clip này. Nhiều cô chú anh chị nếu mà không hiểu á, và những anh em không hiểu thì nói là em để mà phốt những anh em khác mà để bán hàng của em là không phải. Em sẽ không làm việc về bán những cái này, em không có bán. Đó, chỉ chia sẻ cho cô chú anh chị thôi. Đó là cái cách để mình mua được, chứ đừng có khó mua quá rồi mình nản, mình bỏ, mình không nuôi dế nữa thì nó uổng quá. Nó thật sự như vậy, nó cũng dễ là mua chứ không có khó. Do mình thôi. Thay vì nó bán lại cho xe. Cái này á, là mình nuôi dế thì mình cần nó thôi, chứ người ta mà không nuôi dế thì người ta không lấy này làm gì hết. Đó, cho nên là nó bán lại cho xe, ví dụ như nó bán 3.000 thì mình lại mình trả nó 5.000 thì nó bán để dành bán cho mình thôi. Đó là đơn giản thôi. Mình trả cao hơn thì nó để cho bán mình. Nó ví dụ vậy thôi, chứ người ta bán vị trứng gà người ta vẫn thu lại. Người ta vẫn thu lại. Nhưng mà bây giờ là mình cứ trả cái giá mà người ta ở đây công việc người ta làm, người ta có sự so sánh thì chỗ nào cao hơn, có lợi hơn thì người ta sẽ làm việc với người đó. Đó thì mình sẽ mua được thôi. Giá cả thì nó cũng hợp lý. Thì thông thường ví dụ như một cái chuồng mà ngang 1 mét, dài 2 mét mà để mà gấp đôi cái vị trứng giấy này ra. Gấp đôi cái vị trứng giấy này lại, bẻ lại thì một lớp như vậy thì nó khoảng độ 5 kg giấy. Thì lên 2 lớp thì nó nằm có độ là 10 kg, 10 kg trên một lồng. Thì 10 lồng thì mình xài là một tạ. Đó, thì chỗ đóng này 1,5 tạ nè. Đóng này 1,5 tạ nè. Thì một cái cục như trung bình một cục thì là 10 kg nè, mà 15 cục như thế này là nằm ở 1,5 tạ nè. Đó, rất là đơn giản. Thì bây giờ nó cũng giá nó cũng không có rẻ. Thay vì những cái chỗ mới người ta đó, thì cô chú anh chị nào mà mua mới rồi á thì sẽ biết. Thì một cái miếng như thế này nó bán nè, bán miếng để miếng tính tiền đó. Thì giá cả thì cũng cô chú anh chị mua số lượng nhiều á thì mua thì nó sẽ rẻ thôi. Chứ còn mua ít là mua như vậy á, rồi gửi tiền xe tiền này nọ kia đi, thì đôi khi cái tiền xe mà gửi cái này về nè, nó còn mắc ngang ngửa với tiền mua chuyển giấy luôn. Đó, thà mình mua nhiều luôn, mình mua lần mấy tấn luôn thì người ta giao tới công ty, giao tới cho mình luôn thì không có nói. Mà mới khởi nghiệp thì đâu có mua nhiều vậy làm gì đâu. Họ mua ít ít, không ít thì người ta sẽ không có giao, công ty sẽ không có giao ít. Bắt buộc mình phải mua lại của những cái chỗ nhỏ lẻ. Thì những chỗ nhỏ lẻ thì bán giá cao mà gửi đi thì cái hàng này nó không có nặng, nhưng mà nó lại cồn kềnh, thì cái tiền xe rất là nhiều. Đó, thì ở đây em sẽ không có nói những cái việc đó là liên quan tới cái việc mà làm của ai của anh em nào hết. Nhưng mà đó là em giải đáp cho những cái anh em mà đã điện lại cho em á, thì than phiền về cái việc này nè. Thì em nói là nếu anh em có điều kiện mua được nhiều mà để trữ để mình nuôi luôn thì mua như vậy thì cũng không sao. Tại vì giá thị trường người ta làm cái gì thì nó cũng phải có cái giá của nó. Cái hàng mới thì nó có giá của hàng mới, mà hàng cũ thì nó có giá của hàng cũ. Mua nhiều thì nó rẻ, mà mua ít thì nó mắc, nó rõ ràng là vậy thôi. Còn cái hàng mà bây giờ mình mua lại của cái chỗ mà người ta vừa trứng thì nó lại rẻ hơn nữa. Đó là như vậy. Nhưng mà vẫn xài ok. Tuy là người ta nói vậy thôi chứ vẫn hàng mới. Nó khác với cái chỗ mà mua vị mới ở chỗ công ty á, là cái chỗ kia nó chưa từng bỏ cái trứng vô đây thôi. Còn cái này thì nó bỏ trứng lên rồi. Rồi người ta lấy trứng người ta bán lại còn cái này nè. Chứ nó cũng chưa có làm gì mà để mà dơ giấy chưa gì hết á. Nó vẫn ok. Đó. Thì cô chú anh chị cứ đó. Đây nè. Cái vị trứng vẫn ok nè, đó. Ngon lành chứ không sao hết á. Đó, thì cái này mình có thể tái sử dụng đi, tái sử dụng lại 3 lần, 3 vụ là vẫn ok. Đó, thì em có chia sẻ một cái video clip trước rồi đó. Thì nói về cái vấn đề mà tái sử dụng cái vị trứng gà ra sao. Đó, em có nói về cái việc mà tái sử dụng cái vị trứng gà ra sao, vệ sinh cái kiểu gì. Thì em đã có nói rồi. Đó, thì vấn đề này thì em nói về cái việc mà cách để mua được cái vị trứng gà giá rẻ. Đó, để nói cho cô chú anh chị. Thì cái mục đích là chia sẻ video ngày hôm nay là như thế. Tại vì công việc thì thời gian gần đây em cũng có một số công việc nên không có ra được những cái video clip đều đặn đến chia sẻ đến bà con. Cho nên thì cái nào mà nó nhiều cô chú anh chị thắc mắc quá mà yêu cầu để chia sẻ thì bắt đầu em mới cố gắng để mà dành cái thời gian để mà em làm để chia sẻ cho cô chú thôi.
chứ thật sự mà để mà nói cho từng người thì nó rất là mất thời gian, rất mất thời gian. Đó các chú chị quan sát ha, vị trứng gà mua ở những cái vựa trứng đó, xài vẫn ok, xài tốt. Rồi thì cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi cái clip này và cũng như quan tâm đến trại. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái clip tiếp theo, để mà không bỏ lỡ những cái chia sẻ mà em chia sẻ đến cô chú anh chị thì hãy đăng ký. Cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á thì đăng ký, bấm vô cái nút đăng ký thì sẽ theo dõi được những cái chia sẻ. Cũng có một số anh chị mà vẫn mua giống của em thường xuyên đó, nhưng mà lại chưa có đăng ký là tìm nó hơi cực. Lại muốn ví dụ như em kêu là bây giờ bấm vô cái video đó video kia để mà tham khảo thì sẽ tìm rất khó, tại vì mình chưa có đăng ký đó. Thì tại vì người mấy người lớn tuổi mà, cô chú anh chị lớn tuổi đó, thì nó sẽ không có xài những cái smartphone này quen nè, thì nó sẽ bấm rồi này nọ nó khó. Thì mình có đăng ký rồi, cái tự động mà em đăng lên lúc nào thì nó hiển thị lên máy lúc đó là tự động coi thôi đó, nó rất là tiện lợi. Thì mình cứ đăng ký vô thôi xem thôi, chứ nó cũng miễn phí mà, chứ không có tốn tiền tốn bạc gì đâu đó. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.